Rồi mục đích của cái bài này là mình sẽ chia cái vùng này ra thành các cái cột khác nhau cho nó bằng. Thì sau này các bạn thiết kế một trang web thì các bạn sẽ có khái niệm là web 12 cột. Web 12 cột. À, các bạn học đến Bootstrap thì nó cũng có khái niệm 12 cột. Ha, nó chia cái trang web của mình ra làm 12 cột và nó sẽ cân ví dụ như là 66 là trang web đều, 4 8 hay là 3 9 thì tùy theo cái bố cục của trang web mà chúng ta sẽ thiết kế theo cái con số tổng là 12. Còn đối với lại cái bài này của mình ở đây thì mình có thể chia 12 cũng được, hoặc là phone thì mình chia là 4. iPhone thì người ta với giao diện của màn hình mobile thì người ta thường hay chia 4 5 tùy ha. Rồi, như vậy mình chia 4 thì thầy sẽ tạo thêm một cái frame mới và 16 flood giống như cái mà thầy đang xài ở đây. Rồi kéo lên cho nó bằng. Đối với lại cái 16 flood này thì chúng ta sẽ chia nó ra làm 4 cột. Cái này là thầy đã chia rồi, còn cái này là chưa chia. Thì các bạn xuống ở phía dưới nó có phần layout. Layout. Thì ở chỗ này nó đang sử dụng là lưới. Và lưới cách lưới là 10 pixel. Cho nên các bạn thấy là nó rất dày. Bây giờ mình sẽ chọn là column. Cột. Mặc định nó chia thành 1, 2, 3, 4, 5. Và mình đang cần là 4. Thì các bạn đổi ở đây thành 4. Nếu như mà các bạn chỉ đổi 4 như vậy thì nó có một cái đường biên ở giữa. Ha, cái vùng này là vùng của mình là cột 2, 3, 4. Và nó có vùng biên. Còn mình không cần vùng biên này, phần gitter mình không cần, thì mình đổi nó thành không và các vùng bây giờ nó không còn tô màu nữa mà nó trở thành một cái đường. Như vậy mình đã thiết lập được lưới cho cái màn hình giao diện của mình. Đối với lại màn hình lưới này thì trong cái phần này mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. À, các bạn sẽ vẽ sát biên lên trên xuống dưới. Bạn sẽ tô màu bằng cách lấy màu từ bên này hoặc ở đây. Lấy màu. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình chữ nhật này để mà mình vẽ phần email, phần calendar, call và internet. Thì các bạn cũng vẽ hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật. Cứ vẽ bình thường ở bên ngoài. Kéo sát biên. Kéo sát biên. Thì nó sẽ auto snap, nó sẽ sát biên cho mình ở đây. Mình kéo lên đây. Nó auto cho mình. Ha, mình xem thử là đối tượng của mình nó đã cân đối chưa. Sau khi chúng ta được một đối tượng rồi thì các bạn copy đối tượng này ra bằng cách nhấn Enter kéo. Ha, nó tự động nó bắt đối tượng cho chúng ta. Và tại vì mình không có biên cho nên mình không thấy. Mình có thể chọn đối tượng này để mình gắn biên cho nó. Biên của nó thì mình cho màu xám, màu cam để cho mình dễ thấy cái vùng biên. À, vùng biên của nó hơi nhạt thì mình cho size của nó lên 2, stock 2. Đây, biên đậm lên. Và mình chọn một đối tượng, hai đối tượng, nhấn Enter, kéo xuống dưới, nhấn Shift. Thì nó sẽ giữ cái đối tượng của chúng ta đi đường thẳng. Như vậy chúng ta đã có được các cái ô hình chữ nhật ở đây. Được chưa nào? Đó. Các bạn thấy bên này cái đường viền nó nhỏ thì chúng ta có thể chọn lại các cái đối tượng của chúng ta, chọn cái stock của nó còn 2, còn 1 thôi. Đó, như vậy thì các bạn thấy đường biên của chúng ta ở đây. Tương tự như vậy, đối với lại cái hình ở bên dưới, chúng ta sẽ design nó là một hình vuông. Các bạn nhớ nhấn Shift để chọn hình vuông. Và bạn đưa vô một góc. Và ở phía trên này, chúng ta sẽ nhấn Shift và kéo nó ra. Nhấn Shift luôn nhé. Kéo nó ra. Thì nó tạo thành một hình vuông. Rồi, tương tự. Các bạn có thể là hình vuông này màu cam.
Rồi các hình vuông còn lại, các bạn nhấn Alt+Tab kéo chuột một hình. Và hình này của mình thì nền của nó chúng ta cho trong suốt, nền cho trong suốt, viền chúng ta cho viền xám. Đó, viền chúng ta cho viền xám. Rồi, như vậy chúng ta đã có hình thứ hai. Chọn hình này. Chúng ta nhấn Alt+Tab kéo Shift ngang 2 3. Như vậy chúng ta đã có được 4 hình ở phía dưới. Được chưa nào? Đó, 4 hình ở phía dưới. Chúng ta chèn icon vào. Đó, và ở đây chúng ta có một hình nữa. Được chưa? Đó. Như vậy thì đối với lại cái form của mình thiết kế nó mới đẹp. Nó mới đẹp được. À, đó là cái phần mà chúng ta sẽ thiết kế cái đối tượng của mình ở đây. Rồi, mình sẽ chèn một cái hình. Rồi, được chưa? Đó là phần